Xin chào tất cả cô chú anh chị đam mê audio. Hôm nay Nhật xin phép được cập nhật chi tiết cũng như là một số cái chức năng cơ bản trên cái dòng âm ly Dynon 1500 AE để gửi đến cô chú anh chị nào đang có nhu cầu cũng như là ở xa không có tiện thời gian đến cửa hàng để xem sản phẩm thì có thể tham khảo cũng như là đánh giá trực tiếp trên cái video này. Dạ, xin mời mọi người ạ. Với cái gương mặt phay nhôm có màu bạc thì cũng giúp cho cô chú anh chị có thể phối ghép với những cái dòng sản phẩm cùng phân khúc có màu bạc để tôn lên cái vẻ đẹp cũng như là sang trọng cho cái nơi chúng ta bày trí ha, nhìn cũng rất là đẹp và sáng. Đầu tiên là logo Dynon, cái lớp mạ vàng trên đây còn rất là đẹp ha mọi người, rất là sáng. Những cái nút hiệu chỉnh, nút nguồn, độ phone 6 ly. Tiếp theo là ba nút hiệu chỉnh bass, jack và ba lăng. Thì ba cái nút hiệu chỉnh này chắc mọi người cũng rất là quen thuộc rồi ha. Trên đây coi chúng ta được một cái nút sound direct. Thì cái nút hiệu chỉnh này giúp chúng ta có thể loại bỏ cái phần rè của ba cái nút này để chạy cái âm thanh mộc của nhà sản xuất đưa ra ha. Đặt chính giữa là một cái nút volume, nấm volume còn rất là đẹp ha, chưa có cái dấu hiệu trầy xước trên đây, còn rất là sáng. Dạ, thì trên cái dòng 1500 AE này cũng cho chúng ta được một cái chức năng là Power Amply Direct. Thì cái chức năng này giúp các anh các chú có thể khai thác được tối ưu cái mức công suất của con Amply này mà không cần phải qua cái phần rè của máy ha. Thì cái phần này nếu như cô chú anh chị nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho Nhật để Nhật chia sẻ rõ ràng hơn ha. Dạ, tiếp theo là bên đây là một cái nút tín hiệu ngõ đầu vào. Thì trên cái dòng 1500 AE này phía bên trong nó sẽ có một cái đèn LED để báo cho chúng ta là đang sử dụng ở cái ngõ vào nào ha, cũng rất là đặc biệt trên cái dòng máy này. Dạ, tiếp theo là có phần ốp lưng. Thì trên cái phần ốp lưng này cũng còn rất là đẹp ha, cái lớp xi trên đây cũng còn rất là sáng màu, chưa có cái dấu hiệu trầy xước nhiều, góc cạnh thì không có bị cắn mớp luôn ha, còn rất là đẹp. Thì đợt này con máy này về có khiển và dây nguồn zin luôn ha. Thì cây khiển zin của có dòng 1500 AE này là RC1022 ha mọi người. Khiển cũng còn rất là đẹp ha. Dạ, đây là tổng quan gương mặt phía sau của con 1500 AE. Góc cạnh cũng như là khung sườn còn rất là sáng. Nước sơn cũng như là chữ nghĩa trên đây còn rất là rõ ha, ràng ha, không có dấu hiệu bị trầy xước. Khung sườn còn rất là sáng luôn. Thì Nhật cũng bán rất là nhiều sản phẩm này rồi. Thì Nhật nhận thấy rằng là khí hậu Việt Nam chúng ta rất là khó chịu, nên là khi sử dụng những cái con máy này một thời gian dài thì những cái chi tiết này nó sẽ bị úa màu hoặc là đen sét do cái khí hậu ở Việt Nam chúng ta đó. Thì mọi người nhìn vào đây cũng có thể đánh giá được rằng là con máy này chưa sử dụng ở thị trường Việt Nam ha, còn rất là đẹp. Thì Nhật cũng đảm bảo với mọi người rằng là con máy này còn nguyên zin, được nhập về từ Nhật, chưa có sử dụng tại thị trường Việt Nam, nên mọi người cứ yên tâm sử dụng ha. Những cái chi tiết mạ vàng của ngõ đầu vào cũng như là ra còn rất là sáng. Những cái cọc cắm loa được mạ vàng 24k còn rất là sáng màu luôn ha, chưa có dấu hiệu bị ten sét. Con máy này được sản xuất tại thị trường Nhật, có dòng điện là 100V và công suất tiêu thụ là 250W. Thì công suất ra loa của nó thì nó có 70W một kênh ở trở kháng 8 ohm và 140W một kênh ở trở kháng 4 ohm ha mọi người. Made in Japan. Tiếp theo là nội thất bên trong. Đầu tiên là hai cái tầng phô cấp nguồn. Thì những cái chi tiết này Nhật cũng bán rất là nhiều rồi. Nhật vọc cũng rất là nhiều cái đời 1500 AE này rồi, nhưng mà 10 con thì hết 10 con là nó có cái màu như vậy. Bởi vì sao? Trong đây nó có một cái lớp đồng, nhưng mà bên ngoài nó sẽ dán, nhà sản xuất họ sẽ dán một cái lớp keo cách điện á mọi người. Thì cái lớp keo này thực ra là khi nó sản xuất ra thì nó đã có như vậy rồi, chứ không phải là bị úa hay là bị ten sét đâu ha. Mọi người có thể nhận định cái chỗ này cho nó rõ ràng. Trên đây cũng có một cái lớp keo cách điện ha. Tem logo trên đây cũng còn rất là sáng luôn ha, còn nguyên. Cái phần bo mạch
linh kiện. Mọi người cũng để thấy còn một cái lớp bụi mịn ở Nhật về, Nhật chưa có vệ sinh luôn ha. Nhưng mà phần bo mạch cũng như là các cái điểm chi tiết còn rất là, khung sườn này còn rất là sáng màu luôn ha. Hai cái tụ lực nguồn này còn rất là phẳng. Tại sao Nhật hay nói là cái tụ lực nguồn này nó phẳng? Vì á, khi chúng ta sử dụng thời gian dài thì những cái tụ lực nguồn này nó sẽ nóng và nó sẽ bị dợp lên ha. Nếu như chúng ta sử dụng thời gian quá dài, như những cái con máy này còn rất là phẳng thì cũng có thể đánh giá được là cũng con máy này rất là ít sử dụng. Tổng thể lại một lần nữa, linh kiện cũng như là bo mạch còn rất là xanh ha. Dạ, cuối cùng là cái đánh giá khách quan của Nhật về cái dòng Dinon 1500 AE này. Thì với cái mức giá tầm trung cũng như là có được mức công suất cũng tương đối cao thì giúp các anh các chú có thể phối ghép được với rất là nhiều dòng loa khác nhau để chúng ta có thể phân biệt được cái âm sắc của mỗi dòng loa ha. Thì đặc biệt trên cái dòng Dinon 1500 AE này, nó có một cái âm sắc âm trầm đặc trưng của Dinon ha. Và cái dòng này cũng giúp chúng ta đánh, hỗ trợ cho chúng ta đánh BY, đánh với những cặp loa có hỗ trợ đánh BY ha, thì giúp các chú các anh có thể phân biệt được rõ hơn cái dãy cao cũng như là cái dãy trầm, nó được rõ ràng và chi tiết hơn ha. Thì hiện tại bên Nhật đang bán cái sản phẩm này với mức giá là 11.500.000, bao gồm khiển và dây nguồn zin theo máy luôn ha. Thì nếu cô chú anh chị nào có thêm cái thắc mắc gì cũng như là trong cái sản phẩm này, cũng như là một số cái chi tiết nào đó chưa nắm rõ thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại là 0792579507 và 0374613199. Hoặc cô chú anh chị có thể đến tận địa chỉ là 579 Trường Chinh, khu phố 1, phường Tân Thới Nhất, quận 12 để tham khảo và đánh giá cái sản phẩm trước khi mình xuống tiền ha. Nhật xin chào và cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo ạ.